SHOPMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi đi vào giới thiệu cái đầu NA6006 full thùng xốp đẹp như mới ở dưới, thì em vừa về thêm đầu giải mã tích cả nhà ha. UD501 cả nhà. Thì con 501 này đây là đầu giải mã chuyên nghiệp ha. Đầu giải mã chuyên nghiệp. Ở đây là các cái cổng ở phía sau, còn đây là các cái cổng ở phía trước cả nhà. Ở phía trước này thì mình có đây là nút phone ha. Cái nút này là để mà chọn đường vào cả nhà ha. Đây là nút vào menu. Đây là màn hình của nó. Và cái nút này là để chỉnh cái tai phone bên này. Đối với 501 thì nó không có chỉnh được đường ra cả nhà ha. Chỉ có 301 mới chỉnh được đường ra thôi. Đó là các cái cổng phía trước cả nhà, các cái giao diện phía trước. Con này có kích thước chiều ngang là 27cm và chiều cao của nó là 8cm cả nhà ha. Giải mã chuyên nghiệp của TIC cả nhà. Phía đây là các cái cổng ở phía sau. Thì nó có là đường xuất âm là ba lăng. Đường xuất âm AV là đường màu đỏ và màu trắng này. Thì hai đường xuất âm này cả nhà mình chỉ có thể chọn trong một thôi ha. Một là cả nhà mình xuất âm ba lăng, hai là xuất âm ba AV thôi. Cả nhà mình không xuất âm được đồng thời. Nó có hai cổng đồng trục vào, hai cổng quang vào ở đây và một cổng USB-B ở đây. Cả nhà ha, cổng USB-B ở đây. Cổng USB-B này thì kết nối với máy vi tính hoặc là cắm dây OTG, với điều kiện là nếu mà điện thoại Android thì là xài dây dây nào cũng được, nhưng mà đối với điện thoại iPhone thì phải xài dây xịn ha. Dạ. Con này sử dụng điện 100V cả nhà ha, sản xuất năm 2014, số seri là 18044 cả nhà. Năm 2001 thì chưa có khiển cả nhà ha. TIC chưa có sản xuất khiển. Hiện tại thì những cái đầu 501 này được em bán ra cho cả nhà mình với giá chỉ có 8.500.000, đầu kèm với lại dây nguồn. Bao ship toàn quốc nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ cho em. Bao cả nhà mình test chức năng trong vòng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày đó nếu có phát sinh lỗi thì em sẽ đổi con mới. Sau 10 ngày đó em sẽ bảo hành cho cả nhà mình thêm 30 ngày nữa. Trong quá trình sử dụng 30 ngày đó, nếu có phát sinh lỗi thì em sẽ hỗ trợ cả nhà mình khắc phục và xử lý sự cố hoàn toàn miễn phí. Đó là chính sách của em. Dạ. Rồi. Thì trong đợt này thì em có một cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các bác nào mà mua các cái đầu giải mã của bên em ha. Hiện tại thì đây là bộ Bluetooth ha. Bô. 4 món gồm có adapter bô, dây quang bô, dây nguồn bô và bộ thu Bluetooth. Bộ này hiện giờ em đang bán với giá là 1.900.000, bảo hành 30 ngày. Miễn phí ship toàn quốc nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ cho em. Cái bộ này ship đi ra tới Lào Cai, Móng Cái gì thì chỉ cũng khoảng 30 ngàn thôi. Dạ, phí ship nó thấp lắm cả nhà. Rồi, nếu cả nhà mình không cần bảo hành thì là 1.700.000 cả nhà ha. Đặc biệt ha, đặc biệt là nếu như cả nhà mình mua cái bộ cái con TIC UD501 này thì em sẽ giảm cho cả nhà mình ha. Cái bộ này vẫn bảo hành 30 ngày nhưng mà sẽ giảm xuống còn 1.700.000, hoặc nếu cả nhà mình không cần bảo hành thì em sẽ giảm xuống cho cả nhà mình chỉ còn 1.500.000 thôi. 1.500.000 ha, bộ Bluetooth bô khi mà mua kèm cùng với đầu UD501 nha cả nhà nha. Mua kèm với UD501 thì em sẽ giảm bộ này xuống còn 1.500.000, không bảo hành, bao test chức năng hoạt động. Tất nhiên là khi mà em bán thì phải hoạt động ok, hoạt động ổn định, hoạt động hoàn hảo thì là mới bán, đúng không ạ? Rồi cả nhà mình hoàn toàn yên tâm nha. Đây tem, tem của em ở đây nha. Tem của em ở đây, có tem ở đây ha. Thì nếu như cả nhà mình mua cùng với UD501 thì em sẽ giảm cho cả nhà mình nếu không cần bảo hành chỉ còn 1.500.000 thôi. Nếu mà bảo hành là 30 ngày là 1.700.000 ha. Không bảo hành còn 1.500.000 à. Cả nhà mình hai cổng quang ở đây thì cả nhà mình dùng một cổng quang để cắm TV và một cổng quang cả nhà mình cắm dây bộ Bluetooth của bộ Bluetooth này vào để nghe. Đó, quá tiện lợi cả nhà ha. Cả nhà mình lưu ý giúp em là khi mà cả nhà mình, em có clip hướng dẫn sử dụng rồi, nhưng mà cả nhà mình sử dụng thì nó chỉ xuất âm một trong hai đường thôi. Cả nhà mình chọn ở đây giúp em. Đây, bấm vào cái nút menu này. Ngay chỗ layout RCA này cả nhà mình xoay ha, xoay để chọn đường xuất âm. Đó. Mình chọn RCA hoặc là XLR2 hoặc XLR3 tùy theo cái đấu dây trên cái dây X3 lăng đó cả nhà. Còn nếu cả nhà mình chọn RCA thì chọn ở đây giúp em là ok rồi. Đó. Đó. Đó là bộ giải mã TIC UD501 cả nhà ha.
Tiếp sau sau đây sẽ là NA6006 full thùng xốp, cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đây là các phụ kiện ở trong cái đầu NA6006 cả nhà ha. Khiển zin của nó đây, 005NA nè. Mình có hai cái anten nè, JAV trong đầu luôn nè. Và trong đây là cái con NA6006 cả nhà ha. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi cả nhà mình vừa cùng em mở cái hộp của con NA6006 của Marang cả nhà ha. Thì các cái phụ kiện ở trong nó là đầy đủ cả nhà. Hôm trước em có giới thiệu đến cả nhà mình một cái đầu NA6006 điện 230V của một bác khách thanh lý ha. Thì con đó em đã bán rồi. Những cái con mà điện 230 giá lúc nào nó cũng thấp hơn cả nhà. Những con điện 100V thì giá nó là chuẩn cả nhà ha. Con này cực kỳ mới cả nhà ha, cực kỳ mới. Cả nhà mình có thể nhìn thấy rằng là con này giống như là vừa ở trong xưởng mới ra. Thực sự mà nói thì nó quá đẹp, đẹp không tì vết cả nhà. Tất nhiên là không phải từ trong xưởng rồi, nhưng mà nó đẹp gần như là người chủ cũ, người ta mua về người ta không đụng tới luôn. Marang NA6006 có kích thước chiều ngang này là 43cm cả nhà ha. Cái chiều cao này của nó là 12cm. Con này như em đã từng giới thiệu đến cả nhà mình thì nó có USB ở phía trước ha. Đọc được file nhạc DOTLED, đọc được ổ cứng lên tới 2T Trabyte với định dạng là FAT32 cả nhà. Nó có anten để bắt Bluetooth ha, để bắt Wi-Fi. Có một cái cổng quang ở phía sau để cả nhà mình có thể giải mã từ TV qua. Nó có hai đường xuất âm, hai đường xuất âm cả nhà ha. Một đường là chỉnh được âm lượng và một đường không chỉnh được âm lượng cả nhà. Và con này có thể cả nhà mình kết nối Bluetooth Wi-Fi thì cả nhà mình có thể xài được AirPlay luôn. Hoặc cả nhà mình cũng có thể dùng app cả nhà ha, app HealthS cả nhà ha để điều khiển nó. Rất là nhiều công nghệ và giá thì rất là tốt cả nhà ha, để cả nhà mình chơi. Thì hiện tại thì con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá, con này mới cả nhà ha, rất là mới. Cả nhà mình cần hình ảnh thì em sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình. Nhưng mà con này nó đẹp xuất sắc cả nhà ha, đẹp xuất sắc. Thì đầu em bán ra sẽ có như sau ha. Em bao cả nhà mình test chức năng trong vòng 10 ngày đầu tiên. Trong vòng 10 ngày đó nếu cả nhà mình có phát hiện ra có phát sinh nào lỗi gì đó, phát sinh lỗi ha, thì em sẽ đổi cho cả nhà mình con khác. Cái thứ hai là tiếp sau 10 ngày đầu tiên đó thì em sẽ bảo hành cho cả nhà mình thêm 30 ngày nữa ha cả nhà. Trong vòng 30 ngày đó nếu nó phát sinh lỗi thì em sẽ bảo hành miễn phí cho cả nhà mình, xử lý miễn phí ha. Và nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ hết cho em thì em sẽ miễn phí ship luôn cho cả nhà mình. Còn cả nhà mình đặt cọc ha thì em không miễn ship nha. Cái đó là quy luật rồi. Dạ. Con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 13.900.000, mà em còn tặng kèm cho cả nhà mình một cái USB 64GB chứa gần 800 bài hát ở trong này. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền cả nhà nha. Cả nhà mình lấy thì lấy, không lấy thì thôi. 13.900.000 cả nhà. Và trong đợt này ha, nếu như mà cả nhà mình mua cái đầu NA6006 này cùng kết hợp với bộ Bluetooth Bo 4 món như thế này, bộ này em đang bán với giá là 1.900.000 miễn phí ship toàn quốc ha, bảo hành 30 ngày. Nếu như cả nhà mình không cần bảo hành thì chỉ có 1.700.000 thôi. Và nếu như cả nhà mình mà mua kèm với những cái đầu mà giải mã bên em có giá trị từ 10 triệu trở lên thì em chỉ tính cả nhà mình có 1.600.000 ha, vẫn bảo hành 30 ngày luôn. Đó là chính sách khuyến khích ha. Và em khuyến mãi cho cả nhà mình. Thông thường cả nhà mình phải bỏ ra 1.900.000 để mua cái bộ Bluetooth Bo này. Nhưng nếu cả nhà mình mua kèm với các cái đầu từ 10 triệu trở lên thì nó chỉ còn có 1.600.000 thôi.
Còn nếu mà mua từ các cái đầu mà từ 5 đến 10 triệu ha thì nó là 1 triệu 7 cả nhà nha, 1 triệu 7. Đó thì con này là 13 triệu 900. Nếu mà mua bộ Bluetooth Bo kèm theo thì nó chỉ còn có 1 triệu 6 thôi. Bộ này chỉ còn 1 triệu 6 thôi. Đó, khuyến mãi cho cả nhà mình để cả nhà mình chơi. Tất nhiên là con này thì cả nhà mình không cần Bluetooth ha. Nhưng mà đó là chính sách khuyến mãi, cả nhà mình có thể mua kèm. Đó. Đây là NA6006 cả nhà ha. Mới tin. Mới tin ha, không tì vết. Không tì vết cả nhà ha. Đây nó có hai đường xuất âm cả nhà ha. Cái đường này là đường fix ha, không cho phép chỉnh âm lượng cả nhà ha. Muốn chỉnh âm lượng được thì cả nhà mình phải cắm một cái đường variable này ha. Còn rất là mới cả nhà ha. Đó, đây là đường quang. Quang vào để cả nhà mình cắm từ TV xuống ha. Đó, đây là đường quang ra. Đó. Con này sử dụng điện 100V cả nhà nha. Công suất tiêu thụ điện là 35W. Với số series là 1923 cả nhà ha. Đó. Rất là mới. Cực kỳ mới cả nhà ha. Dạ. Yeah. Hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng nha cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi. Em bác nào quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip nha. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.